để huy động nguồn vốn ngoài ngân sách, đặc biệt là vốn đầu tư FDI. Đắk Lắk không ngừng cải thiện môi trường đầu tư với nhiều chính sách ưu đãi, thủ tục hành chính thuận lợi, tạo điều kiện tốt nhất, đơn giản nhất cho nhà đầu tư. Theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, Đắk Lắk đã tiếp trên 500 lượt nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến 2023, tỉnh đã thu hút thành công 77 dự án đầu tư, trong đó có 14 dự án FDI với số vốn đăng ký đầu tư là 519,25 triệu đô la Mỹ. Riêng quý 1 năm 2024, tỉnh thu hút một dự án FDI với vốn đăng ký 680.000 đô la Mỹ. Đến nay, Đắk Lắk có 26 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 732 triệu đô la Mỹ, tương đương 16.397 tỷ đồng, trong đó ngoài khu công nghiệp 22 dự án với tổng vốn đăng ký 659,2 triệu đô la Mỹ, trong khu công nghiệp Hòa Phú là 4 dự án với tổng vốn đăng ký là 72,8 triệu đô la Mỹ.